thủy lệ. Ngang 1m7 này, cao là 2m2 tính cả cái trướng rồng ở trên kia. Sâu 50 mét 7, 2m2 sâu 50. Vụ ta khảm ốc. Con này để tivi hoặc là để cái gì cũng được. Thủ lệ. Bày đồ tivi vụ ta khảm ốc đục cực đẹp luôn anh em. Khảm đục đẹp, khảm đẹp gỗ 100%. Dày dặn dã man luôn. Anh em nhìn cái bệ. Bệ đục trúc này. Được, bệ đục trúc khảm ốc này. Đấy. Bệ đục trúc khảm ốc. Lèo đẹp như tủ chè. Dã man. Gỗ toàn bộ các cái khung gỗ này dày đó. Ui trời, đấy. Vụ ta. Vụ ta tủ vụ lúc nào mở ra thơm phức anh em nhé. Mùi nó thơm. Mùi nhựa gỗ thơm. Khảm. Khảm rất là tơ tóc luôn. Đấy. 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 Ok. Rất là đẹp. 1m7, 2m2, 50. Lành lặn tuyệt đối. Phần gỗ lành lặn tuyệt đối luôn. À đây có một cái ván hồi hơi nứt đầu tí tí, nứt nhỏ. Tủ đẹp, tủ anh em bày đồ đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.